Xin chào anh em nhá. Nhiều anh em có hỏi là mồi củ chua bên Phương Thảo Fishing đánh có nhạy không? Thì hôm nay mình sẽ cho anh em thấy là biết là mồi củ chua bên Phương Thảo Fishing có nhạy không nhá. Sẽ áp đổ quá anh em ạ, nắng quá. Đây là hũ mồi của chua bên Phương Thảo Fishing nhá. Đây là hũ mồi của chua bên Phương Thảo Fishing, mình đã đặt mua từ 5 ngày trước. Hôm nay đã xuất đến đây rồi. Mình sẽ đánh lục nha anh em nha. Mới mưa xong cá rô phi con đẻ nhiều lắm anh em. Sao mà không phải thẳng rô phi con mà có đổ mày thôi rồi. Mồi bên này, mồi lúc giao cho mình thì có thể là hơi ướt nha anh em nhé. Hơi ướt mà nó sẽ có mùi chua, bởi vì mùi của chua mà. Thì anh em nếu mà về anh em mà thấy hơi ướt, anh em có thể cho thêm một ít cám gà, hoặc là cho thêm một ít bột mì vào cho nó dẻo. Em câu thì cho đỉnh luôn. Em có thể trộn thêm một ít bột mì vào để cho nó khô và đánh cho nó dẻo nha anh em nhé, cho nó bó mồi. Đây mình không có sẵn bột mì ở đây, mình ta thêm một ít cám.
Lên hàng. Ui giời. Anh em thấy gì chưa? Anh em thấy gì chưa? Tác hại của việc tác phẩm của việc mua mồi ở phương thảo phích sinh nhá anh em nhá. Đây là hồ tự nhiên. Anh em nhìn gì chưa? Anh em nhìn thấy mồi câu ở bên phương thảo phích sinh chưa? Mồi nhá, lưỡi nhá, phao nhá, mình lấy hết ở bên đấy. À, anh em nhìn này, cứ như này thì bảo sao là cá nó này, anh em nào bảo là mồi cá không vào. Chẳng qua tiếc là hôm mấy hôm nay nó mưa thì cá con nó đẻ nhiều. Anh em nhìn này, toàn con cá con thôi, nhưng mà nếu mà chỗ anh em ấy mà đầm hoặc là ao hồ mà cá to ấy tuyệt vời luôn. Chẳng qua đây là hôm nay là mấy hôm nay chỗ mình nó mưa, miền Bắc mưa, mấy hôm nay mưa nhiều thì cá rô phi ấy thì cứ mưa là nó lên nó đẻ mà, nhưng mà thì rô phi con nó lên rất là nhiều nhá anh em nhá. Còn mồi ấy thì anh em cứ yên tâm. Đây, ôi rơi mất rồi. Đây, cứ như này bảo sao không sướng, giật như này bảo sao không sướng. Đóng ngay. Ui giời. Ui giời. Anh em thấy gì chưa? Anh em thấy gì chưa? Ui. Đây nhá. Như thế này trượt đi đâu được anh em. Mồi ủ chua luôn nhá. Này. Ghê chưa? Này. Anh em nhìn bàn tay của mình nhá. Đây, bàn tay của mình đây. Cá đây. Hồ này là hồ tự nhiên luôn nhá. Không phải hồ dịch vụ nhá anh em nhá. Toàn cá con mà mình ngồi từ lẫy giờ mới lên được con cá to ấy, bởi vì mưa. Anh em biết không? Mưa thì cá nó lên nó đẻ rất là nhiều. Đây, những con này anh em bảo có phê không? Câu tự nhiên mà câu những con này thì có phê không? Này. Khủng đấy. Này là hàng khủng nhá anh em nhá. Câu tự nhiên như này là hàng khủng đấy nhá. Cho vào giỏ đã. Ui giời. Không sao không sao. Ui giời ơi. Mồi ủ chua. Mồi ủ chua, mồi ủ chua. Cá to giờ đi hết rồi. Đậm quá. Thu bằng được một hai con cá to đấy. Đợi ra kia. Ra kia. Đến thế rồi mà nó còn. Cùng cho mày đừng dậy nhá. Thế là mày ngu. Dù phi con
tiết hôm nay rất là đẹp luôn. Đấy, anh em có thể nhìn này. Đây. Hồ đây. Anh em nhìn bờ như này thì có phải là hồ dịch vụ không? Này. Những cái bờ như này thì làm gì có chỗ mà ngồi. Để hoang rất là lâu rồi nhá anh em nhá. Đây anh em có thể thấy này. Đằng sau đây thì là bãi sậy này. Anh em nhìn thấy chưa? Đây. Đây đồ của mình đây. Đây, mình cho anh em thấy nó cái này nó núi. Núi liền với bãi sậy nha anh em nhá. Đây anh em có thể thấy chưa? Đây là một cái cống đi ra này. Em có thể nhìn thấy cái cống này không? Đó. Đây. Bãi sậy đằng sau đây. Hoàn toàn tự nhiên nha anh em nhá. Hồ tự nhiên nha. Ngồi ủ chua lên ở hồ này bao phê, bao sướng. Anh em cứ yên tâm mà chơi thôi. Đấy, gió rất là mát luôn. Rất là đẹp luôn. Mình kết thúc video ở đây nhá. Anh em chúc anh em một ngày vui vẻ. Chúc em lên hàng săn hàng thành công nhá.